Hello, mới vừa qua trên trên mạng có xem một cái đoạn video rất là cảm động. Ba cậu bé tầm khoảng 13, 14 tuổi gì đó, và 13 đứa chắc cũng ba là chẳng nó nói với nhau thấy cũng một chạng, mà đạp từ xe đạp mà từ ở Cà Mau lên tới thành phố Hồ Chí Minh để thăm mẹ vì quá nhớ mẹ. Cha mẹ đi làm ở Sài Gòn cho nên ở nhà cậu bé nhớ cha mẹ, rồi rủ nhau đạp xe đạp đi lên thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong lúc mà vậy thì ở nhà thì tá hỏa lên để đi kiếm, là mất tích ba đứa nhỏ. Nhưng trong 5 ngày sau thì ở Sài Gòn ba mẹ mới gặp được bà đưa ba đứa. Thì công nhận câu chuyện rất là cảm động, những câu chuyện đó thật sự là rất là một kỳ tích. Thì những cái chuyện đó là hiếm hoi, nhưng mà thấy ba cậu bé ốm o gầy mòn chứ không phải là dân lực lưỡng gì, mà đạp cái xe đạp từ ở Cà Mau mà đến Sài Gòn, không thể mà tưởng tượng được cái gọi là cái ý chí mà cháu nó vì nhớ nhớ mẹ nhớ cha bất chấp, không kể đường xá xa xôi, mà theo cái tuổi đó nó cũng chẳng biết cái đường xá xa xôi là như thế nào, nó nhớ là nó tìm thôi. Để đánh một cái cho quý vị xem cái đoạn clip thật là cảm động. Bỏ xuống đây. Cho tôi ấy. Làm sao đây nè, bỏ không đi ra, muốn làm đi ra cũng được. Dạ đúng rồi. Chứ đi bệnh vậy. Đây. Sống đây lên đây mà giờ mới khóc nè. Đạp đạp xe có 5 ngày 5 đêm tới Sài Gòn luôn à, chứ đâu có gì đâu. Đi có từ 5 ngày từ Phú Tân Cà Mau mà dám đạp xe lên tới đây thì cái này là cái lực nhớ thì làm sao chứ, học hành cái chuyện học trước đi chứ làm gì mà nhớ thì đập đi. Cũng có cô nè ở phòng mại học cũng lớp 5 lớp 6 hồi nãy nhớ tôi cái nó xách đồ đi nó đem ra ngoài rừng đó, nó ngước mặt lên ra cho người ta thấy rồi cái đầu xách ra thêm một bọc qua đồ chơi đen như cây súng đem ra ngoài rừng giấu. Giấu cái giờ chắc mới biết thôi à, mới biết gặp được người thân rồi mới biết ôm khóc vậy. Rồi cái đó mà biết sao rồi, cái cậu vô. Vậy mà không 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 bỏ cuộc, không quay về mà đi tới luôn nha. Tới đó mà nấu ra mà đi vào. Rồi gặp luôn rồi, hổng ra mà nấu những cái đó. Ở nhà cơm no ấm đi mấy ngày đói giờ gặp người thân mình nha. Cũng lại nhà mà nấu đó bò đi. Chơi cái chuyện tụi bà bác nó thấy, bà bác nó chạy lại kêu bà nội nó. Tới rồi Tám ơi, thì, gặp rồi đó. Mở quả đồ quá trời vậy. Cái bà nội nó nói, ủa, cháu nội tôi ở trong bà xuống mà đâu có đi đâu. Không, tôi thấy nó nè, nó thấy bà nội nó chỉ mấy cô nó trốn. Trốn mà bà kiếm quá trời, mà bà kêu mình nó đi ra. À, bậy chơi đầu bậy rồi đó. Nhớ nhớ mẹ thì điện mẹ rồi mẹ về thăm, hay là hẹn ngày học rồi người ta về chứ bộ người ta gần Tết cũng tới nơi rồi. Đúng không mẹ, mà đi ra đình chưa đi được. Đi dọc đường người xin. Bây giờ gặp mẹ gặp chú giờ mừng ôm khóc rồi là trời chung ra rồi thấy cậu Út ôm cậu Út khóc khóc rồi về đây thấy chị ba ôm khóc nữa. Vũ lại kêu nó mới chị cái thằng mì nó đi ngang nó đâu ra đâu đây. Chung vô ba ba nhân vật chính đây đi kiếm tá quả 5 ngàn năm cả từng nay đây nay thứ hai mai nữa giáp rồi. Nhìn cậu bé ôm mẹ khóc, tôi bắt gặp những hình ảnh của tôi ngày xưa. Một cậu bé đen đúa, ốm o, gầy còm. Thật cảm động đúng không quý vị? Một tình mẫu tử thiêng liêng. Ở đây mình quý muốn nói một kỳ tích. Ba đứa bé mà đạp bằng xe đạp từ Cà Mau đến thành phố Hồ Chí Minh. Chạy bằng xe Honda chưa chắc gì đã kham nổi từ Cà Mau lên tới thành phố Hồ Chí Minh. Đằng này chạy bằng xe đạp mà cả ba đứa đều rất là nhỏ. Ta không có thể gì nói được nên một cái câu chuyện của ba đứa bé này gọi là nó quá sức, thật là đáng khâm phục.
ôm cổ khóc luôn. Nó thấy cha mẹ